nha mọi người ơi, mai mì cay này. Thôi vui à, rủ thêm một thằng bạn này. Trước mình hơi ăn một mình buồn buồn. Hello, chào mọi người nha, hôm nay lại là tôi đây. Tôi là Nhất Cái Bơi nha mọi người, hôm nay mình được làm clip vlog nha mọi người. Mời cả nhà cùng ăn nha. Chúc cả nhà buổi tối ngon miệng nha. Nhìn này, ăn tầm 9 giờ tối, 10 giờ tối, nhìn là thèm. Dạ, đang ăn đang thèm luôn. Lắm. Ngon. 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 Ngon lắm. Mình thêm được 2-3 ngày rồi rồi. Cái này phê phê. Hello, chào bạn nha bạn ơi. Ơi, cái đầu này nữa, cái đầu này, cái đầu này sống này. Ủa nha. Đó là cái ớt đó không? Ngon. Ngon đấy. Giờ ăn nóng nghe thì ngon thật. Ngon mà bạn ơi, đây là cái xịt tê nữa, đây là cái xịt tê nữa, đây quả tiêu, đây tiêu, quả tiêu đó, ăn chung với chua thử ngon hay không nhá. Đây đó, cái tiêu này chung vô cái xịt tê nữa, đây chấm vô, đây chấm vô, đây lên chất. Theo.
Đã giới thiệu cho mọi người, mình là tên Hải. Hôm nay mình 21 rồi rồi. Hôm trước mình là có vợ rồi. Wow.